Nga oanh tạc loạt cứ điểm Ukraine dọc sông Dnipro. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tập kích 3 cứ điểm Ukraine dọc sông Dnipro khi giao tranh tại Kherson đang ngày càng gia tăng. Quân đội Nga ngày 18 tháng 11 thông báo không quân và pháo binh nước này đã tập kích vào đơn vị Ukraine đóng tại khu vực Kaskaripka bên bờ tây sông Dnipro và hai hòn đảo trong khu vực. Cuộc tập kích khiến 75 quân nhân Ukraine không qua khỏi và 4 phương tiện bị phá hủy. Đợt tập kích diễn ra một ngày sau khi Kiev tuyên bố quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi những cứ điểm phòng thủ trên bờ đông sông Dnipro, đoạn qua tỉnh Kherson, tạo bàn đạp cho mũi tiến công sâu hơn trên địa bàn tỉnh. Quân đội Nga giữa tuần này lần đầu tiên thừa nhận đối phương đã vượt sông tại Kherson, tiến sang bờ đông sông Dnipro. Tuy nhiên, Vladimir Sando, thống đốc do Moscow chỉ định trong vùng Kherson do quân đội Nga kiểm soát, khẳng định các đơn vị Ukraine xâm nhập đang chịu hỏa lực áp đảo, không khác gì lửa hỏa ngục. Sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, Nga nhanh chóng kiểm soát toàn bộ tỉnh Kherson. Nhờ chiến dịch phản công chấp nhoáng cuối năm ngoái, Ukraine giành lại các khu vực thuộc tỉnh Kherson bên bờ tây sông Dnipro. Trong khi đó, tổng diện tích các khu vực bờ đông mà Nga đang kiểm soát tương đương 75% diện tích toàn tỉnh. Cùng ngày 18 tháng 11, Ukraine cáo buộc Nga trong đêm mở đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái UAV nhắm vào hạ tầng năng lượng của nước này, gây mất điện ở hơn 400 ngôi làng và thị trấn ở các vùng phía nam, đông nam và phía bắc. Phòng không Ukraine bắn hạ 29 trong 38 UAV. Bộ năng lượng Ukraine cho biết, một cơ sở lọc dầu ở Odessa cũng chúng tập kích. Tòa nhà hành chính bị hư hại ở tỉnh Chernihiv, phía bắc, gần biên giới Nga Belarus, hai tòa nhà phục vụ hạ tầng năng lượng chúng tập kích, khiến sáu khu dân cư trong vùng mất điện. Một số UAV cảm tử đã nhắm tới thủ đô Kiev, song đều không vượt qua được hệ thống phòng không. Volodymyr Kudrytsky, giám đốc công ty vận hành lưới điện quốc gia Urenego nhận định Ukraine không thể chủ quan dù mùa thu năm nay ấm hơn mọi khi. Ông cho biết toàn bộ lực lượng phòng vệ và nhân viên ngành điện lực Ukraine đều trong tâm thế sẵn sàng đối phó với những đợt tập kích của Nga, bảo vệ hạ tầng năng lượng khi mùa đông tới. Thưa quý vị, sau gần một tháng Ukraine tiến hành các đợt phản công chống lại lực lượng Nga trên chiến trường, tình hình leo thang căng thẳng tại Ukraine vẫn chưa hề hạ nhiệt. Mới đây, Guardian dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây cho biết, lực lượng Ukraine đã tiến hành thành công ba lữ đoàn đến tả ngạn sông Dnipro, trong khi cuộc phản công ở miền nam của nước này đang lên đến đỉnh điểm. Các nguồn tin cho biết, Ukraine đã đưa ba lữ đoàn vượt sông và thiết lập một vị trí kiên cố ở bờ đông sông Dnipro khiến Nga không thể đánh bật, nhưng vẫn chưa rõ số lượng thiết giáp mà họ đã mang qua sông. Dù Ukraine đã thành công trong nỗ lực vượt sông, nhưng giới chức phương Tây cho rằng Kiev sẽ chỉ đạt được bước tiến một cách chậm chạp và có thể chỉ giành quyền kiểm soát một hoặc hai ngôi làng trong mỗi đợt tấn công. Còn một quan chức phương Tây lưu ý, không biết nào có khả năng tiến hành một chiến dịch mang tính quyết định trên bộ và xung đột sẽ tiếp tục kéo dài, đồng thời thách thức khả năng viện trợ của Mỹ và châu Âu. Các quan chức Ukraine cho biết họ đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở tả ngạn sông Dnipro. Ước tính số binh sĩ mà Ukraine triển khai dao động đến hàng trăm người và họ đang chiến đấu dữ dội với lực lượng Nga ở phía bên kia sông. Bất chấp các thách thức, quân đội Ukraine đã thành công đổ bộ sông Dnipro. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak đưa ra tuyên bố khi đang có chuyến thăm Mỹ rằng từng bước chúng tôi sẽ tiến về Crimea, chúng tôi đã có kế hoạch cho 3 phần tư quãng đường, cuộc phản công của chúng tôi đang có kết quả. Đây là lần đầu tiên Ukraine xác nhận các diễn biến mới ở vùng khai Sơn. Theo tờ Kiev Post, đây là nỗ lực mới nhất của quân đội Ukraine nhằm chứng minh kết quả tích cực trên chiến trường, từ đó thuyết phục sự ủng hộ của Mỹ. Quốc hội Mỹ hiện đang bắt đồng về khoản ngân sách hỗ trợ cho Ukraine. Bên cạnh tình hình chiến sự, thời gian gần đây có rất nhiều báo cáo về việc Nga đã tiến hành nâng cấp UAV Lancet. Ngoài khả năng xác định và theo dõi mục tiêu tự động, UAV Lancet cải tiến của Nga hiện giờ còn có thêm tính năng xuyên giáp, tạo ra mối đe dọa mới đối với các lực lượng Ukraine trên chiến trường. Các đơn vị quân đội Ukraine đã bắt đầu tiếp nhận phiên bản tiên tiến của máy bay không người lái cảm tử UAV Lancet, được tích hợp camera phụ trợ và đầu đạn nổ lõm tan đêm, một thiết bị nổ được thiết kế để thực hiện hai hoặc nhiều bước nổ lõng kế tiếp nhau, có thể xuyên phá giáp lồng bảo vệ và giáp phản ứng nổ ERA. Cải tiến này đã bổ sung thêm tính năng mới cho UAV Lancet, ngoài khả năng bay tự động và nhận dạng mục tiêu tự động. Phiên bản UAV Lancet hiện đại có thiết kế khác biệt với thân hình ống. Đáng chú ý, quân đội Ukraine đã thừa nhận mối nguy hiểm do các biến thể mới của UAV gây ra, đồng thời thảo luận về các biện pháp kỹ thuật và chiến thuật để đối phó với mối đe dọa này. Gian gần đây có rất nhiều báo cáo về việc Nga đã tiến hành nâng cấp UAV Lancet, đặc biệt là cải tiến về động cơ, đầu đạn, tầm bắn, công nghệ theo dõi và hệ thống quang học. Tuy vậy, những tính năng mới này có thể không được tích hợp cho một mô hình duy nhất. Thay vào đó, chúng xuất hiện trên nhiều phiên bản và lô sản xuất khác nhau. Sự điều chỉnh này cho thấy không phải tất cả các đơn vị bộ binh và đơn vị lính dù của Nga đều có thể sử dụng các phiên bản giống nhau. Việc phân bổ UAV Lancet có thể được điều chỉnh dựa trên nhu cầu riêng của các nhánh trong quân đội Nga hoặc khu vực mà họ hoạt động, chẳng hạn như Đông Bắc, Đông Nam hoặc phía Nam Ukraine. UAV Lancet phiên bản mới của Nga có thể vượt qua lưới chống máy bay không người lái, xuyên qua lớp giáp lồng và giáp ERA, cũng như chống lại các giải pháp nhằm bẫy hoặc vô hiệu hóa UAV mà Ukraine sử dụng trước đó để chúng không thể lao tới mục tiêu kênh Telegram UAV Tech của Nga cho biết, phiên bản UAV Lancet nâng cấp đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng được trang bị hệ thống LIDAR, cho phép đo khoảng cách chính xác đến mục tiêu và kích hoạt đầu đạn từ xa. Với đầu đạn nổ tan đêm, UAV Lancet có thể xuyên thủng lưới hoặc lớp giáp và phá hủy phần bên trong. Lưới chắn và giáp chắn sẽ không còn hiệu quả nữa. UAV có tính năng tìm kiếm mục tiêu tự động nhờ được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Theo UAV Tech, UAV Lancet đã phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70, MLRS và pháo tự hành DANA-SPG của Ukraine vào giữa tháng 10. Hình ảnh được binh sĩ Nga công bố cũng cho thấy những chiếc Lancet được gắn hai camera cỡ nhỏ của hệ thống LIDAR phía sau cụm cảm biến dẫn đường ở mũi UAV. LIDAR Viết tắt từ cụm từ LiDAR detection and ranging là một công nghệ đo khoảng cách, lập bản đồ 3 chiều với nguyên lý hoạt động tương tự radar nhưng sử dụng các chùm tia laser hoặc hồng ngoại thay vì sóng vô tuyến. Nguyên lý hoạt động cơ bản của LiDAR là phát một chùm tia laser tới một bề mặt và đo khoảng thời gian phản xạ của laser. Nó có thể đo đạc, khảo sát, lập bản đồ về địa hình trái đất. Khi kết hợp với UAV, máy đo khoảng cách laser và camera quang học của hệ thống có thể đo khoảng cách tới mục tiêu. LIDAR sẽ xác định lồng bảo vệ hoặc lớp giáp kim loại ở phía trước xe tăng hoặc pháo và lập trình đầu đạn tương ứng. Báo cáo của Militani cho biết, giải pháp kỹ thuật này cho phép bạn giải quyết vấn đề với lưới chống máy bay không người lái, từng là rào cản lớn khiến UAV Nga khó hoạt động. Việc xuất hiện phiên bản cải tiến có thể xuyên phá lớp giáp là tin tức cực kỳ xấu đối với Ukraine. Theo Militani, hiện rất ít các biện pháp hiệu quả để đối phó với UAV Lancet phiên bản mới của Nga, ngoại trừ việc sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử mạnh mẽ như Bukoven. Hoạt động của UAV Lancet có thể bị phát hiện nhờ máy phân tích phổ tần số vô tuyến. Lancet, Zala và các UAV trinh sát thường hoạt động trong giải tần 868, 870 MHz và 902, 928 MHz. Giải tần này thường có dạng đặc trưng là hai đỉnh nhọn. Chuyên gia Sergei Flash lưu ý rằng các đơn vị tác chiến điện tử trên mặt đất của Nga không thể bảo vệ Lancet vì nếu họ phát tín hiệu gây nhiễu thì điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của UAV. Cần phải lưu ý rằng Lancet không có mô-đun định vị được bảo vệ chống lại các thiết bị tác chiến điện tử. Ukraine dường như đã xác định được lỗ hổng này và chuẩn bị biện pháp đối phó với Lancet khi không có hoạt động gây nhiễu. Ngày 17 tháng 11, phát biểu tại phiên họp toàn thể diễn đàn văn hóa quốc tế Saint-Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga chưa dừng lại và sẽ không ngừng hợp tác với châu Âu. Nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Putin khẳng định kinh nghiệm lịch sử ngàn năm của nước Nga chứng minh rằng đa dạng văn hóa là điều may mắn lớn nhất và sự tương tác giữa các nền văn hóa là một trong những điều kiện để phát triển ổn định và hòa bình nga không muốn cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào nga sẽ không cắt đứt quan hệ với các tổ chức quốc tế như liên hợp quốc và unesco và nước nga không làm điều này nga chưa dừng lại và sẽ không ngừng hợp tác với châu âu nga đang gặp khó khăn trong quan hệ với giới tinh hoa châu âu tổng thống putin nêu rõ chúng tôi tin vào khát vọng của những con người sáng tạo khai sáng để xây dựng một thế giới công bằng bền vững và an toàn chúng tôi tin rằng đây là mong muốn chân thành nhằm cải thiện tình hình trên thế giới hòa bình theo tất cả các ý nghĩa mà từ này có trong tiếng nga hòa bình là hòa hợp hòa bình là xã hội hòa bình là toàn nhân loại toàn thể hành tinh năm tới nga sẽ làm chủ tịch cùng lúc hai hiệp hội quốc tế là brics và cộng đồng các quốc gia độc lập cis một chương trình lớn được lên kế hoạch cho văn hóa chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng hợp tác văn hóa và nhân đạo với các quốc gia thuộc tổ chức hợp tác thượng hải asean và các hiệp hội khu vực hàng đầu ở châu phi và châu mỹ latin